Kính chào quý vị và các bạn, chuyên mục Pháp luật và cuộc sống kỳ này do Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện có những nội dung chính sau. Phóng sự hòa giải mâu thuẫn, gắn kết tình làng nghĩa xóm. Phỏng vấn ông Lê Quyện, Phó Giám đốc Sở Tư pháp về những điểm mới của luật đất đai năm 2024. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, để công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh mang lại hiệu quả, tạo bước chuyển rõ nét trong nhận thức và hành động của nhân dân, thời gian qua, ngành tư pháp đã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương, các cấp, tập trung củng cố, kiện toàn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ, qua đó giúp đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hòa giải các mâu thuẫn ở địa phương, góp phần gắn kết tình làng nghĩa xóm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, gắn với thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới và xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Gần 30 năm gắn bó với công tác hòa giải ở cơ sở, ông Phạm Văn Tiêu, trưởng ban quản lý thôn Phương Cựu 2, xã Phương Hải, huyện Ninh Hải, được đánh giá là người giản dị, thẳng thắn, chan hòa, luôn gần gũi với mọi người và đặc biệt là rất tận tụy với công việc. Trong công tác hòa giải, ông luôn gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến của dân, hòa giải thành công nhiều vụ việc ở địa phương, góp phần gìn giữ tình làng nghĩa xóm, tình đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng. Gần đây nhất, ông Tiêu đã hòa giải thành công việc chia tài sản cha mẹ để lại giữa hai chị em, bà Phạm Thị Múc. Giờ đây, gia đình chị em bà Múc đã trong ấm ngoài êm. Một đám một xào hai mà tôi dư trong đó 200 thước. Mà bây giờ nó còn làm thì để cho con cho cháu nó ăn. Bây giờ nó hết làm, bây giờ nó bán thì tôi lấy mà nó không có chịu đưa. Rồi tôi đem đơn xuống tôi nhờ thôn. Mà bây giờ thôn giấy bà rồi, bây giờ nó đưa qua tiền cho tôi rồi. Nhờ thôn đồ nói đồ xong chị em cũng thận thảo hết rồi. Qua việc vận dụng những quy định pháp luật để giải thích, phân tích, hướng dẫn các bên giải quyết tranh chấp, ông Tiêu đã giúp họ hiểu được quyền và nghĩa vụ của mình để từ đó xử sự phù hợp với quy định pháp luật chuẩn mực đạo đức xã hội. Tôi là trưởng thôn Phương Cựu 2, kim tổ trưởng tổ hòa giải. Trong quá trình hoạt động của tổ hòa giải thì nói chung là hoạt động rất là tốt. Trong thời gian qua cũng nhận nhiều cái đơn thư của bà con là gửi đến tổ hòa giải. Chúng tôi cũng tổ chức rồi hòa giải. Có những cái vụ việc là khá phức tạp. Chúng tôi cũng hòa giải rất là tốt. Để tránh đến cái tình trạng xảy ra cái mất an ninh trật tự. Thì trong thời gian đến thì tôi đề nghị chỗ cấp trên, chỗ tư pháp đồ nên mở các cái lớp tập huấn về cái tổ hòa giải để cho các đồng chí tổ hòa giải viên là tiếp cận tốt hết cái chủ trương chính sách của đảng pháp luật của nhà nước để giờ tuyên truyền cho nhân dân địa phương. Nói chung là tình hình trong khu dân cư thì tình hình dân thì nói chung là cũng hòa đồng với nhau, tình đoàn kết láng giềng với nhau chứ không có nên không có xảy ra mà cãi quá rồi mất an ninh trật tự trong chòm xóm. Nói chung là cơ bản là rất là tốt. Huyện Ninh Hải là điển hình trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật hòa giải ở cơ sở. Để công tác phổ biến giáo dục pháp luật đến gần dân, sát dân, cấp ủy và chính quyền từ huyện đến xã đã phát huy tốt vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội. Nội dung phổ biến giáo dục pháp luật ngày càng đa dạng, phong phú qua việc nắm bắt nhu cầu tìm hiểu pháp luật của từng nhóm đối tượng và đặc điểm cụ thể của các địa phương, nhất là các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành, các quy định pháp luật có liên quan trực tiếp đến đời sống dân sự, hình sự, kinh tế, kinh doanh, đất đai, bảo hiểm. Từ đó, các hòa giải viên luôn giải quyết công việc thấu tình, đạt lý. Đến nay, toàn huyện Ninh Hải có 50 tổ trên 336 hòa giải viên. Năm 2023, các tổ hòa giải trên địa bàn huyện đã tổ chức hòa giải thành công 73 trên 117 vụ việc, đạt tỷ lệ 85,5%. Thì qua cái hòa giải của cơ sở thì nói chung trước kia là một năm vậy ở thôn thường thường có mười mấy vụ, nhưng mà từ ngày mà làm chủ trưởng hòa giải thường xuyên đi tập huấn rồi nắm bắt thêm á, nên ở cơ sở hai năm qua thì nói chung hàng năm vậy, một năm vậy cỡ ba bốn vụ rồi. Này do nhiều khi mình không có cần chờ người ta phải có đơn, mình thấy coi như có sự mâu thuẫn hai bên, mình đôi lúc mình tới tại tận nhà mình giải thích cho bà con, hoặc là nhiều khi mình đi ngang mình thấy
hai bên có khả năng xảy ra này kia mình giải thích luôn, nên người ta ít có đơn cương đến hòa giải nữa, nên hai năm nay là nó giảm. Để làm tốt công tác này thì nên có cái đề xuất là hàng năm nên tổ chức là tập huấn thường xuyên cho cái tổ hòa giải nhiều hơn, để người ta nắm bắt cái những cái quy định mới hoặc là những cái cách làm mới nữa, giờ thì giải quyết ở cơ sở nó tốt hơn. Trong thời gian qua cái công việc mà cái hiệu quả của cái tổ hòa giải ở các thôn đó, thì trên tinh thần đó thì phải nói để mà giảm thiểu cái vấn đề mà bà con là kiến nghị phản ánh có những cái tâm tư về xã, thì ở xã cũng đã tiến hành thành lập các cái tổ hòa giải tại các thôn, đặc biệt là trên địa bàn xã thì có ba thôn và ba tổ. Thì ba cái tổ này thì mục đích là để mà lắng nghe những ý kiến, đó là tiếp thu những cái kiến nghị khiếu nại của bà con, là để mà tổ chức mà hòa giải một cách hiệu quả tại cấp cơ sở, để giảm thiểu cái vấn đề mà về xã là tránh cái tình trạng là gây cái mất an ninh trật tự trên địa bàn, và đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự, đồng thời góp phần phát triển kinh tế. Địa phương cũng sẽ tiếp tục là duy trì cái mô hình này, đó duy trì mô hình này thực hiện ba cái tổ hòa giải ở khắp cơ sở. Đồng thời là hiện nay là địa phương thực hiện một cái mô hình dân quản khéo, đó dân quản khéo là hàng tháng là xã sẽ tiến hành là giờ trực tiếp tại các thôn để mà lắng nghe ý kiến của nhân dân, đó rồi đồng thời sẽ tiếp tục là phát huy hơn nữa để đảm bảo cái tính bền vững tại địa phương. Xác định công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật hòa giải ở cơ sở giữ vai trò quan trọng trong đời sống xã hội. Ngay từ đầu năm, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch về công tác phổ biến giáo dục pháp luật hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Kết quả, đến nay, toàn tỉnh đã thực hiện trên 5.400 cuộc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật với hơn 1.320.000 người tham dự, cấp phát miễn phí hơn 23.400 tài liệu cho người dân. Về công tác hòa giải ở cơ sở đã thụ lý 586 vụ, trong đó hòa giải thành công 387 vụ, đạt 69,7%. Qua đó kịp thời ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, giảm bớt các vụ việc phải chuyển đến tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết, giúp tiết kiệm thời gian, kinh phí cho nhà nước và nhân dân, góp phần bảo đảm ổn định trật tự an toàn xã hội ở địa phương, từ đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Việc đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở đóng vai trò to lớn, có ý nghĩa quan trọng trong đời sống xã hội, góp phần tăng cường tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc, kịp thời ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh trong năm 2024 và những năm tiếp theo. Thưa quý vị và các bạn, luật đất đai là đạo luật quan trọng, tác động đến mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh. Với 16 chương và 260 điều, luật đất đai năm 2024 đã góp phần hoàn thiện thể chế, chính sách về đất đai, đồng thời đảm bảo hài hòa quyền và lợi ích của nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư, thúc đẩy thương mại hóa quyền sử dụng đất, phát triển thị trường bất động sản minh bạch, lành mạnh, phát huy dân chủ, hạn chế tình trạng khiếu kiện về đất đai. Để giúp quý vị và các bạn rõ hơn những điểm mới của luật đất đai năm 2024, biên tập viên chuyên mục pháp luật và cuộc sống có cuộc trao đổi với ông Lê Quyện, Phó Giám đốc Sở Tư pháp. Mời quý vị và các bạn theo dõi. Trước tiên cảm ơn ông đã tham gia chương trình. Ông cho biết sự cần thiết và ý nghĩa của việc ban hành luật đất đai năm 2024. Đất đai như chúng ta biết, đất đai là tài nguyên đặc biệt của quốc gia, là tư liệu sản xuất cơ bản. Trong thời gian qua, thực hiện luật đất đai năm 2013 đạt được những kết quả rất là cơ bản. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình tổ chức triển khai thi hành luật đất đai năm 2013 cũng có những hạn chế bất cập trong thời gian tới cần phải được khắc phục. Do đó, việc sửa đổi luật đất đai là cần thiết để khắc phục những tồn tại hạn chế, phát huy nguồn lực đất đai đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước và quán triệt đầy đủ tinh thần nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương. Những điểm mới cơ bản của luật đất đai 2024 là gì thưa ông? Luật đất đai năm 2024 được Quốc hội thông qua ngày 18 tháng 1 năm 2024. Thì luật đất đai năm 2024 có những điểm mới cơ bản khác so với luật năm 2013, cụ thể như sau. Thứ nhất là nhóm các vấn đề quy định nhằm bảo vệ tốt hơn quyền lợi hợp pháp của người sử dụng đất, như mở rộng quyền sử dụng đất đối với đối tượng là công dân Việt Nam,
chính sách đất đai đối với người đồng bào dân tộc thiểu số, vùng núi, vùng sâu, vùng xa. Nhóm vấn đề thứ hai là việc tiếp cận đất đai của người dân và doanh nghiệp như quy định thu hồi phục vụ cho việc xây dựng hạ tầng kinh tế xã hội, phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh đó mở rộng các quy định liên quan đến cơ chế thỏa thuận về đất, chuyển mục đích sử dụng đất, mở rộng quỹ đất cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nhóm vấn đề thứ ba là nâng cao quản lý sử dụng đất đai như sử dụng đất đai kết hợp đa mục đích, thu hẹp lại trường hợp phải xin phép khi chuyển mục đích sử dụng đất. Nhóm vấn đề thứ tư là tài chính về đất, như tính minh bạch về giá đất với chính sách hỗ trợ miễn giảm về đất. Nhóm thứ năm, nhóm cuối cùng là nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước về đất đai. Đến luật đất đai năm 2024 sớm đi vào cuộc sống, ông cho biết công tác phổ biến tuyên truyền luật trên địa bàn tỉnh được triển khai như thế nào? Thì để luật đất đai năm 2024 sớm đi vào cuộc sống, thì vừa qua Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo các bộ ngành, các địa phương tăng cường triển khai luật đất đai trong thời gian tới và cũng đề xuất là Quốc hội sẽ xem xét cho phép luật đất đai triển khai thực hiện có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Hiện nay thì Bộ Tư pháp đã tiến hành thẩm định các cái nghị định thông tư có liên quan đến đất đai. Và về phía tỉnh thì Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành cái kế hoạch số 260 ngày 30 tháng 4 năm 2024 để triển khai thi hành luật đất đai trên toàn tỉnh trong thời gian tới. Bên cạnh đó thì Ủy ban nhân dân tỉnh cũng ban hành cái công văn số 1921 ngày 6 tháng 5 năm 2024 để rồi tuyên truyền phổ biến luật đất đai rộng rãi trong toàn dân trên địa bàn toàn tỉnh. Bên cạnh đó thì ban dân tỉnh sẽ tổ chức cái hội nghị tuyên truyền phổ biến và tập huấn luật đất đai trong toàn tỉnh dự kiến trong tháng 5 năm 2024. Đối tượng là từ cấp tỉnh đến cơ sở, cấp xã, vừa trực tiếp và vừa trực tuyến. Một lần nữa cảm ơn ông đã tham gia chương trình. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Pháp luật và Cuộc sống do Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện kỳ này đến đây tạm dừng. Thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.